Xin chào các bạn, ở đây mình có một con máy nghe nhạc hoàn toàn mới của Ruizu, đó là Ruizu D15. Và đây là mình có một bảng 4G, nó có bảng 4G và 8G, có Bluetooth và không có Bluetooth nha. Và ở đây sẽ có một mã cheat code của nó. Ruizu á, thì mình và đây cũng có một mã cheat code của nó luôn. Để đảm bảo cho các bạn đó là hàng thật. Ruizu á, thì trên thị trường nó đã có hàng fake rất là nhiều rồi, nên các bạn mua hàng thì nên cẩn thận một chút xíu nha. Rồi ok, mình sẽ mở hộp cho các bạn xem bên trong nó sẽ có gì. Đây là sách hướng dẫn sử dụng thôi. Và nó sẽ được tặng kèm một cái dây đeo, một cọng dây sạc và một và nhân vật chính của chúng ta là cái máy nghe nhạc. Đây là một đối thủ rất là nặng ký của con Benji K8 bản 2019. Benji K8 thì nó đình nó đám mấy tháng nay rồi. Ruizu phải ra mắt cái con này để chống lại con Benji K8 thôi. Và ở đây mình đây có là Ruizu D15, thiết kế bằng kim loại, mặt kính thì được nói là mặt kính cường lực nha. Cường lực trước và sau, ơn sau cũng là mặt kính luôn. Cái dây đeo thì các bạn sẽ móc vô đây, các bạn đeo lên cổ hoặc đeo đâu cũng được, rất là đẹp. Và ở đây sẽ có một nút nguồn, nút tăng giảm âm lượng ở đây, là một chui sạc jack 3.5 và khe cắm thẻ nhớ, nó sẽ hỗ trợ thẻ nhớ lên 64 GB. Và bên mình cũng có bán thẻ nhớ 32 và 64 GB chính hãng và giá cực kỳ tốt luôn. Nếu các bạn nào mà muốn mua máy nghe nhạc và thẻ nhớ thì các bạn cứ xem phần mô tả, link mô tả mình để sẽ bên dưới nha. Rồi mình sẽ mở máy lên cho các bạn xem thử trong bên trong nó sẽ có những gì. Và cái máy này thì các bạn có thể được xem được video nha. Nhưng mà cái con này thì không có loa ngoài đâu, nên các bạn cứ cắm jack 3.5 vô hoặc là nghe bằng Bluetooth cũng được. Và con này là full cảm ứng rất là mượt, rất là tốt, và nó có thể xem được hình ảnh đây cho bạn xem luôn. Ghi âm, xem được radio, nghe được radio và đọc được ebook. Có thể đếm bước chân, theo dõi sức khỏe của các bạn được. Và điều đặc biệt là cái con này nó vô phần cài đặt á, các bạn có thể chỉnh được độ sáng màn hình như vậy. Đây, rất hiếm cái con máy nghe nhạc nào có thể điều chỉnh được độ sáng màn hình và thời gian tắt màn hình luôn, để cho tiết kiệm pin đấy mà. Rồi các bạn mỗi lần mình nhấn ở đây là nó sẽ có báo đèn như vậy, đã báo đèn xanh là đúng không? Các bạn có thể, nếu mà các bạn không thích á, thì các bạn cứ vô đây và tắt, như vậy là các bạn không cần thấy nó màu xanh nữa. Mình thì mở lên đi cho đẹp. Rồi con này thì dùng định dạng rất là mới và rất là tốt, trong tầm giá của nó chỉ khoảng chừng 500-600 ngàn thôi. Pin thì rất là trâu, tới 80 giờ luôn. Thua một chút xíu so với con Benji K8 bản 2019 đó, là pin của con Benji K8 đó, nó tới 100 giờ, con này thì 80 giờ. Nhưng mà nó thì thiết kế thì cũng gọn nhẹ đấy. Và màu sắc, và cũng có màu sắc rất là đẹp, cảm ứng cũng rất là tốt. Nếu mà các bạn nào muốn mua máy nghe nhạc á thì số điện thoại ở đây và đây liên hệ mình sẽ để ở bên dưới nhé. Rồi ok, xin cảm ơn các bạn.